Thưa quý vị, hè là thời điểm học sinh được nghỉ ngơi, các trường ngưng hoạt động giảng dạy và đây cũng là thời điểm phù hợp nhất để ngành giáo dục tập trung cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học cho năm học tiếp theo. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Dịp hè năm nay tại thành phố Vũng Tàu có 18 trường học được đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa. Trong đó hai trường được đầu tư kinh phí sửa chữa nhiều nhất là trường trung học cơ sở Võ Trường Toản tại phường 9 và trường tiểu học Hải Nam phường 12. Mỗi trường gần 5 tỷ đồng. Các trường còn lại được bố trí kinh phí sửa chữa nâng cấp từ khoảng 500 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng một trường. Ngay từ đầu tháng 6, các trường đã triển khai thi công chống xuống cấp, chống dột, sửa chữa nhà vệ sinh, thay mới cửa, sơn sửa lại các khu phòng học. Cơ sở vật chất của nhà trường là từ năm 2008 đến nay là cũng hơn 10 năm rồi. Hiện nay đang được sửa chữa là thay các cửa sổ, bổ sung thêm bàn ghế cho học sinh ở các phòng học cũng như là các phòng chức năng. Thì trong đó ngân sách thành phố dành cho vấn đề sửa chữa này, tính bao gồm cả ngân sách hỗ trợ của tỉnh thì khoảng 26 tỷ phục vụ cho việc sửa chữa và nâng cấp trong hè. Đây là một vấn đề của cái rất lớn của thành phố Vũng Tàu trong vấn đề đảm bảo những điều kiện vật cơ sở vật chất cho học sinh học phục vụ tốt nhiệm vụ năm học. Huyện Châu Đức cũng bố trí kinh phí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 3 trường mầm non, 7 trường tiểu học và 6 trường trung học cơ sở. Trong đó, 3 trường được đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn, gồm trường trung học cơ sở Quang Trung ở xã Nghĩa Thành với kinh phí gần 23 tỷ đồng, trường tiểu học Ngãi Giao tại thị trấn Ngãi Giao 10 tỷ đồng, trường tiểu học Quảng Thành tại xã Quảng Thành 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, năm học 2019-2020, Huyện Châu Đức sẽ đưa hai trường tiểu học mới vào sử dụng, đó là trường tiểu học Phước An tại xã Suối Nghệ với tổng kinh phí đầu tư 53 tỷ đồng và trường tiểu học Bầu Chinh tại xã Bầu Chinh với kinh phí đầu tư 58 tỷ đồng. Đây là một ngôi trường mà phải nói rằng nhìn chung tổng thể thì trên địa bàn huyện là ngôi trường nó tương đối đẹp so với những trường bạn đã xây dựng trước đây, đặc biệt là về cơ sở vật chất, phòng máy, thiết bị đèn chiếu sáng và hệ thống cây xanh rất là khang trang và rất là rộng rãi. Tình hình của trường lớp thì trên địa bàn huyện là có 62 trường, trong đó thì có 50 trường đạt chuẩn quốc gia. Các trường còn lại thì cơ sở vật chất cũng đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên do hệ thống trường được xây dựng đưa vào sử dụng khá lâu nên một số trường đã xuống cấp trầm trọng. Thì ủy ban huyện tập trung cho cải tạo sửa chữa. Thì tổng vốn đầu tư một cải tạo sửa chữa xây dựng mới trong năm học này là khoảng 70,4 tỷ. Đối với hệ thống các trường trung học phổ thông do Sở Giáo dục Đào tạo quản lý, dịp hè này, Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư hơn 10 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp hai trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tại thành phố Vũng Tàu và trung học phổ thông Trần Hưng Đạo tại thị xã Phú Mỹ. Ngoài ra, trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu tại huyện Đức Đỏ cũng sắp có cơ sở mới, khang trang, hiện đại với tổng kinh phí nâng cấp cải tạo gần 60 tỷ đồng. Trong các cái hạng mục đầu tư thì thứ nhất là về các cái hệ thống phòng học được quy chuẩn hơn, rồi đầu tư về cái khu thể dục thể thao, rồi các cái khu chức năng, thí dụ như là các cái phòng học STEM chẳng hạn, rồi xây dựng lại nhà truyền thống, rồi cơ sở mặt bằng thì cũng được cải tạo lại. Trong cái bối cảnh này đầu tư như vậy thì thứ nhất là cái điều kiện để cho các em học tập nó tốt hơn. Ngoài việc đầu tư duy tu sửa chữa và nâng cấp về cơ sở vật chất, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố cũng phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ cho năm học mới. Với sự quan tâm của chính quyền các cấp, trong năm học sắp tới, điều kiện giảng dạy và học tập của thầy và trò trên địa bàn tỉnh sẽ được nâng cao hơn.